xin kính chào quý vị và các đồng chí đang theo dõi bản tin thể thao tối thứ tư ngày 1 tháng 4 trên kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam. Thưa quý vị và các đồng chí, tại Cung văn hóa thể thao thanh niên Hà Nội đang diễn ra giải bơi lội cho học sinh thủ đô do Sở Văn hóa thể thao du lịch Hà Nội, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức. Là giải đấu phong trào với mục đích cao nhất nhằm giúp các em nhỏ rèn luyện sức khỏe, có những kỹ năng phòng chống đuối nước thì đáng lẽ ban tổ chức phải đề cao sự trung thực, nuôi dưỡng sự vô tư hồn nhiên cho các em, nhưng thực tế diễn ra lại không phải như vậy. Trong bối cảnh trẻ em ở thành phố ngày càng học tập quá tải, ít sân chơi dẫn đến lười vận động, giải bơi học sinh thành phố Hà Nội thực sự là một sân chơi bổ ích và ý nghĩa cho các em. Đặc biệt là khi giải ngày càng nhận được nhiều sự quan tâm từ lãnh đạo các bộ ngành. Nhìn vào những gương mặt háo hức này, nhiều người sẽ không khỏi cảm thấy vui mừng cho các em cũng như các bậc phụ huynh. Nhưng trên thực tế, đằng sau những tâm huyết và sự chuyên nghiệp kia lại ẩn chứa những bí mật không cần phải che giấu. Về cái quy mô thì là năm nay tốt hơn năm trước rất nhiều. Lý do là các cháu được bơi ở cái bể bơi nước nóng chứ không phải nước lạnh như năm ngoái nữa. Tuy nhiên nó vẫn còn có một số bất cập, một vài sai sót, tình trạng nhất mới nhì đánh lận. Điều dễ nhận thấy nhất là hiện tượng mập mờ trong việc ghi nhận thành tích của ban tổ chức. Dẫn đến khi kết quả được công bố thì mọi người mới ngã ngửa ra bởi sự dối trá trắng trợn của nó. Người về thứ nhất thành thứ hai, hai cô em về đầu một lượt vẫn không được lọt vào thi chung kết. Ví như ở nội dung 50m tự do nữ, ban tổ chức lấy luôn 5 bạn thi ở lượt 1 và chỉ một bạn ở lượt 2 vào thi chung kết, khác hẳn với kết quả mà các phụ huynh tự quay lại và bấm giờ. Hay ở nội dung 100m ếch nam, một em về nhất ở lượt này nhưng lại không được thi ở chung kết. Sau khi khiếu nại thì ban tổ chức quyết định cho em đó thi bằng cách gạt em về nhất ở lượt kia. Sự gian dối một cách trắng trợn và lố bịch mang đến sự bất bình cho các em cũng như các bậc phụ huynh. Con nhà tôi là cháu Việt được gọi vào thi chung kết, nhưng tôi không hiểu ban tổ chức vì lý do gì sau một lúc đã gạt con tôi ra và con tôi rất bức xúc khóc, và bây giờ bố mẹ cũng không làm sao mà dỗ được vì nó trẻ con nó rất mất lòng tin vào người lớn. Vậy như thế thì là những cái việc như thế chúng ta cần làm rõ và đừng để trẻ con nó mất lòng tin như thế nữa. Khi được hỏi, ban tổ chức nói đã ghi hình lại toàn bộ quá trình thi và chỉ công nhận các kết quả theo bằng hình đó. Chỉ có điều, nó lại không được công bố. Trước sức ép của phụ huynh và phóng viên, những người có trách nhiệm chuyển sang câu chuyện nhầm hết từ nội dung này đến nội dung khác, trong khi đội ngũ trọng tài đông đảo không kém gì các giải chuyên nghiệp. Sau đó lại là câu chuyện vớt người này, gạt người kia, rồi lại tiếp tục khiếu nại. Thực ra hiện tượng này không phải bây giờ mới diễn ra, mà đó đã xuất hiện từ cách đây vài năm, thậm chí ngay từ khâu tuyển chọn ở các trường. Các em đã trở thành nạn nhân bởi những toan tính của người lớn. Đến đây thì chúng tôi xin phép không kết luận mà nhường lời cho chính các em, những tâm hồn ngây thơ đang cần được nuôi dưỡng. Con về thứ hai và bạn về thứ nhất đã bị phạm lỗi, nhưng khi con vào chung kết thì họ lại đuổi con ra. Con đã bị mất lòng tin về họ. Và từ nay đến giờ có cuộc thi nào không thi nữa. Không bao giờ thi nữa.